Hello mọi người, hôm nay Hằng có làm một video để giúp mọi người nốt lại những bước makeup cơ bản nha. Sau khi làm sạch mặt và sử dụng kem dưỡng ẩm thì chúng ta sẽ sử dụng kem lót. Hằng đã sử dụng kem lót MAC. Kem lót này sẽ có tác dụng xe kít lỗ chân lông và giúp chúng ta có một làn da căng bóng đầy sức sống. Tiếp theo là bức nền. Để có một bức nền hoàn hảo thì Hằng sẽ sử dụng bông mút đã được làm ẩm. Việc làm ẩm bông mút sẽ giúp nền được tán mịn hơn và giảm được ma sát trên mặt. Nhớ là lúc bông mút đang có nhiều nền nhất thì hãy đưa vào vùng da càng trước như vùng má nhé. Đối với vùng mắt thì hãy dùng ít nền nhất có thể và thao tác nhẹ nhàng để tránh nhăn do bết nền vùng mắt nha. Điểm trên khuôn mặt và đặc biệt là vùng thâm mắt, hãy lấy một lượng nhỏ và đặt ở vùng thâm của mắt, tránh chấm kem quá sát mí mắt dưới, điều đó sẽ làm cho mắt bạn dễ nhăn hơn nhé. Và để khóa lại bước nền vừa rồi thì Hằng sẽ sử dụng phấn bột kiềm dầu của Innisfree. Đây cũng là hãng mỹ phẩm được nhiều người yêu thích bởi những sản phẩm có thành phần tự nhiên mà giá thành thì cực kỳ đáng yêu. Lấy bông phấn chấm nhẹ lên vùng chữ T và hai bên má để giữ được lớp makeup lâu trôi và không bị bóng dầu. Sau đó dùng cọ tan nhẹ cho bớt lớp phấn thừa trên mặt nha. Muốn có gương mặt cân đối và thon gọn hơn thì đừng bỏ qua bước tạo khối nhé mọi người. Hãy dùng một cây cọ vát để tạo khối cho gương mặt và nhớ là hãy thêm màu khối thật từ nhạt cho đến đậm chứ đừng quá vội vàng mà sẽ có nguy cơ khối bị bết trên khuôn mặt, trông sẽ rất là mất thẩm mỹ. Lấy một cây cọ nhỏ và sợi lông tơi để chúng ta tạo khối cho mũi nhé. Hãy đưa cọ nhẹ nhàng và nhát trước từng đường khối mũi, gióng thẳng từ đỉnh lông mày xuống cánh mũi để tạo cảm giác mũi dài hơn. Khi thao tác đúng thì chúng ta sẽ có một chiếc mũi cao, siêu xinh mà không cần phải nâng mũi luôn. Thiếu đi sức sống nếu không có má hồng đúng không nào? Chọn màu má hồng bằng phấn bột sẽ giúp chúng ta dễ dàng sử dụng và tán nhanh hơn. Với các bước makeup hàng ngày thì Hằng sẽ sử dụng màu má hồng phấn, một màu hồng rất đáng yêu và trẻ trung nha. Nếu như không kẻ lông mày thì Hằng không dám ra ngoài đường mất. Trong tất cả các bước makeup thì hầu như mọi người sợ nhất là kẻ lông mày. Nhưng mà từ đừng lười nhé. Hãy sử dụng bút chì kẻ của The Face Shop như Hằng nè. Dùng đầu cọ xoắn, chải mượt lông mày. Xác định 3 điểm chính của đôi lông mày, sau đó nối các điểm vào với nhau. Tô kín khung mình vừa vẽ. Cuối cùng, hãy dùng đầu cọ xoắn, chải ra cho đôi lông mày tự nhiên hơn. Các điểm đánh dấu của bạn nếu mà to quá thì hãy dùng tăm bông để lau đi nha. Để có một đôi mắt long lanh thì làm sao thiếu được bước trang điểm cho mắt nhỉ? Vì má Hằng đã chọn màu hồng phấn nên mắt Hằng sẽ sử dụng tông hồng nâu. Dùng màu nâu nhạt tan kín màu mắt, sau đó thêm một chút màu hồng nhạt ở bên trên màu nâu.
Tiếp theo, lấy một cọ nhỏ để dùng màu nâu đậm tan cuối đôi mắt tạo điểm nhấn cho đôi mắt. Lấy thêm màu nâu đậm đó tan 1/3 mí mắt dưới nha. Đặt màu sáng và có nhũ ở đầu mắt và mí mắt trên cho đôi mắt sáng hơn nhé. Video này Hằng sẽ sử dụng gel Tony Moly để kẻ eyeliner cho mắt nhé. Bật mí cho mọi người biết là cái cây cọ nhỏ ở trong lọ gel rất là mềm và nét đấy. Đầu tiên chấm một lượng vừa đủ và đưa cọ kẻ sát chân mi. Tôi cố gắng là kẻ thật là sát nha. Sau khi đi hết đôi mắt, chúng ta hãy vẽ một đường khoảng 0,5cm vuông góc với đôi mắt. Tiếp tục nối hai đường vừa rồi tạo thành một hình tam giác ở đôi mắt. Tô kín hình tam giác đó và bây giờ chỉ việc kéo thêm một đường nhỏ để tạo đuôi eyeliner là xong. Rồi ok, kết thúc bức trang điểm cho mắt thì Hằng sẽ dùng kẹp mi và mascara làm dày mi của Maybelline. Khi kẹp mi thì mọi người để ý là không được dùng lực lên sợi mi vì điều đó là rất dễ làm mi bị gãy và dẫn đến rụng mi nha. Đáng yêu khi mà hôm nay Hằng làm video thì cũng là lúc mà Hằng nhận được những cái thỏi son từ Colourpop, dòng son kem Lux Velvet mọi người ạ. Dòng này rất là xinh, son bám lên môi rất là thích và lên đúng màu nhé mọi người nhá. Và còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy tô son để hoàn thiện tất cả các bước makeup ngày hôm nay nha. Sau khi hoàn tất thì Hằng lại quên highlight mọi người ạ. Thực ra thì mọi người có thể sử dụng highlight sau khi mà hoàn thiện hết tất cả các bước ở trên gương mặt nha, không sao cả, cũng rất là ok nhá. Mọi người hãy ngắm thành quả này.